of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật Da Vinci của thanh niên họa sĩ. Và đây là bộ trang phục đi đúc sẩn rất là đẹp đúng không? Đấy, mình mang phụ kiện là mắt kính nhìn nó sang chảnh nha, cho nó có học thức, học vấn. Hôm nay là mình đi học đến 11h30 về lận. Cái buổi nào học chủ nhật là rất là trầm cảm luôn ấy. Thứ nhất là học đến 11 giờ trưa, mà cứ mỗi buổi chủ nhật là mình học đến khoảng 11 giờ là sẽ có nửa tiếng làm bài kiểm tra tại lớp luôn, không cho về nhà làm mọi người ạ. Không có thời gian để chuẩn bị gì luôn á. Cho nên là cảm thấy rất là chán thật sự. Với cả là chủ nhật thì mọi người biết là cái ngày này là cái ngày nghỉ ngơi đúng không? Nhưng mà tôi phải vác cái đầu đi học. Tại vì cái môn chủ nghĩa xã hội này là cái môn mà nó mở đúng có một lớp, mà một lớp này là dính ngay ngày chủ nhật mà không học thì không được. Cho nên là mọi người sau này ai vậy? Vừa mới vô luôn á. Vừa mới vô. Mai dâm. Ơi gương. Cái bóng đâu? Ui. Ôi di chuyển khéo léo nha. Xoay gương rồi. Ok hết gương rồi. Trời ơi gồng. Đừng có để họa sĩ nóng nha, không họa sĩ dung tay đặt cái tranh một cái đùng. Đó. Ui da. Cứ tưởng gương nó dơ chứ, nhưng không ngờ sạch vãi ra. Sao? Vô đây. Trời ơi đất ơi. Cái hầm ở bên nhà nhỏ cho nên là mình sẽ không cài ở bên đấy. Và mỗi lần mà các bạn dùng tranh xong các bạn sẽ được tăng tốc độ chạy nhé. Rất là thơm đúng không? Mình cứ cài. Ui dồi. Mình cứ cài vui vẻ thế nè. Ôi trời ơi. 2 tranh rồi đó mọi người ơi. Sửa máy nhanh lên. Ok 3 máy rồi. Thơm rồi nha. Hết sức có thể rồi. Gồng hết nổi rồi đó. Cái skin này là cái skin lấy họa sĩ Da Vinci làm cảm. Ui. Trời ơi, những cái gương đúng dơ luôn á. Vậy mà nó xoay một cái là sạch. Họa sĩ Da Vinci làm chủ đề. Hiện tại thì cái hình nền của cái điện thoại mình nó cũng thuộc cái dạng đó chính là để mấy bức tranh của họa sĩ Da Vinci lên để làm hình nền ấy. Nhìn sang dễ sợ. Mà tôi cũng không biết nó tên gì nữa, nhưng mà thấy ghi tác giả là Da Vinci. Trời ơi. Quỷ không mà trời. Tha cho em lần này đi anh. Máy 70. Không thèm phá ván cho nên là cứ gương cức. Ủa, chỗ này sao đông vui quá vậy? Rất là may hồi nãy có soạn nhạc đập cái ván, thế là may mắn sao là mình cũng có thể chạy được. Chứ không là cũng nãy giờ cũng lên ghế được một lần rồi. Nó vẫn đuổi em mọi người ơi. Nó không tha cho em. Tối nay là mình sẽ live ở trên YouTube nha mọi người. Mọi người nhớ đặt chuông thông báo và ủng hộ mình thông qua hay quá cả bồi ơi. Thông qua trên like, và mỗi cái like, mỗi cái tặng quà của mọi người thì nó sẽ hiển thị lên màn hình. Và rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Đó, mình sẽ kết nối mọi người dài trên kênh YouTube. Tại vì mọi người biết sao không? Chơi vui vẻ thôi chứ không có kiểu so đo gì cả, cho nên là sẽ tập trung lại trên YouTube là nhiều. Con đường xưa em đi, mùa hoa nắng rộn rầm. Con đường xưa anh đi. Chết đi. Chết đi Linh Phan. Trời ơi. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình đi đây. Ở đúng như kịch bản là vẫn là Linh Phan. Một là Linh Phan, hai là tôi bay thôi chứ không có ai ngoài team hết trơn nữa. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ làm thêm trận đấu nữa nha. Hôm nay là chủ nhật cho nên là mọi người nhớ là đi rank thường với 5 năm để kiếm cầu nhá. Kiếm để mở ra phụ kiện hay là mở ra đá rồi đó. Có thể là chơi có cái phụ kiện đeo vào đít nó đẹp. Đợt này phụ kiện hơi bị củ khoai. Nhưng mà mình sẽ để dành đến ngày sinh nhật của mình sẽ livestream đập cầu. Ngày 1 tháng 8, mình cũng không biết là ngày mấy, tháng mấy, thứ mấy nữa. Nhưng mà cũng rất là mong chờ đúng không? Tới đó cũng khá là nhiều cầu để đập với mọi người. Không biết là có được 500 không ta? Mình đoán là không đâu. Mình nhớ là mình tích cầu từ năm ngoái đến từ tháng 8 tới đầu tháng 1. 8, 9, 10, 11, 12, 1 là 5 tháng. Từ đây đến tháng 8 cũng cỡ 5 tháng ấy. Ồ, chắc cũng có được 500 cầu ha. Chắc cũng cỡ đó đó. Chăm chỉ đi rank, rồi cày đường suy luận, rồi tích góp 3 cái cầu free nữa để lấy nhiều cầu lên đập một lần cho nó sướng. Ủa cái xa này đi bộ hả? Có friendly không má? Trời nó đi qua ván luôn kìa. Dằm thăm vậy trời. Trời ơi. Nè mày qua đây mày nhìn đi, con quỷ. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời. Nó không sợ ván luôn á. Chị ơi tha cho em đi. Hay quá, có cú. Rồi xong. Rồi xong. Nghe bảo đâu là chuẩn bị có map mới nữa mọi người ạ. Nếu mà có map mới mai mốt có. Mày đát qua đây. Nếu mà có map mới thì mình sẽ cập nhật sớm. Rồi sau đó là chết rồi, bướm hết rồi. Ui bướm hết rồi. Trời đất ơi, cái lúc cần bướm ấy thì nó lại hết bướm rồi, không anti-đát được. Sắp tới là có survival bé gái nè, rồi là map mới, rồi đúng không? Rồi có sự chỉnh sửa về sơ, về thân nữa. Thì mình sẽ cố gắng làm thêm những clip ở mấy chủ thử nghiệm cho các bạn cùng xem, để các bạn có thể là được chiêm ngưỡng những cái hay ho từ bản thử nghiệm. Cứu mình sớm đi bạn ơi, cứu họa sĩ sớm rất là tốt luôn á. Lính thuê đi như bị lát. Trời đánh ghế má, cứu. Trời ơi, chị gái ơi. Ủa sao nãy sợ vàng không sợ ván mà giờ đi mà kiểu lấp lửng vậy trời. Trời ơi, gớm ỉa. Lủng cái đầu nè con quỷ. Mọi người cai gây xa là phải ăn bướm của nó nha. Ăn bướm để anti-đáp. Lủng cái đầu lần 2 nè. Đáp. Mày đáp qua đây. Đáp qua đây. Úi giời. Tao đâu có ngu. Ngu một lần tới đâu ngu lần 2. Đu cái dây đó hoài không có được. Thôi không cần body block đâu, máy cuối rồi. đi cầm mấy con nhánh 6 mà còn đuổi từ đầu game đến cuối game. Trời ơi, nó vẫn đuổi tôi, nó không tha cho tôi. Có cái hầm ở đây nè mọi người ơi. Cái map này có 5 cái hầm lận. Tính ra là họa sĩ mình thấy rất là dễ chơi, nhưng mà nó cũng thuộc cái dạng là mọi người chờ Hunter pick rồi hắn chọn thì nó sẽ hay hơn, bởi vì là trong những cái giây cuối cùng mọi người đổi ấy, thì tránh cái trường hợp Hunter dùng phấn khích. Nếu mà dùng phấn khích thì sẽ rất là tiếc đúng không? Đó. Cho nên là mình thấy nhân vật này điều phối mỹ nhân, chị 11 hay là đánh bóng tiền đạo đồ đó, mấy cái nhân thanh niên mà chuyên stun ấy, thì mọi người cứ lên thẳng chờ Hunter chốt, đồng đội chốt hết rồi hàng mình không chọn. Không thì bật phấn khích lên thì rất là tiếc. Thôi lính thuê đi vui nha. Trời ơi, đừng body cho tôi là có khi là bạn thoát rồi. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.